Lợi thế của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc nắm giữ 63% kiểm soát bóng và thực hiện 604 đường chuyền, trong khi đội Trung Quốc chỉ đạt 37% kiểm soát bóng và thực hiện 346 đường chuyền. Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong cách đội tuyển Việt Nam chơi so với cuộc đối đầu 2 năm trước trong vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam thường nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương và chơi phòng ngự. Tuy nhiên, trong trận đấu gần đây, họ đã thể hiện một phong cách chơi khác biệt. Thay vì nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, đội tuyển Việt Nam đã thực hiện áp đảo và kiểm soát trò chơi. Huấn luyện viên Philippe Chusier đã đưa ra một triết lý mới cho đội tuyển Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu tham dự World Cup. Đội bóng ngày càng thể hiện sự kết hợp mượt mà và nhịp điệu trong việc chuyền bóng và di chuyển đồng đội. Điều này thể hiện qua việc áp dụng chiến thuật tấn công với sự kỹ thuật của Hoàng Đức và sự nhanh nhẹn của Văn Toàn và Tuấn Hải. Tuy nhiên, để hoàn thiện chiến thuật này, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện kỹ năng dứt điểm. Trận đấu với Trung Quốc đã bộc lộ nhiều hạn chế trong việc tận dụng cơ hội ghi bàn. Điều này cũng gây ra nhiều thách thức cho đội bóng, đặc biệt trong những tình huống áp lực từ đối thủ.